Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Bảo Lộc TV, kênh ẩm thực văn hóa và du lịch đi để trải nghiệm. Năm mới chúc các bác an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Các bác là như cái mùa này mà anh em nào mà đi phượt, đi du lịch, đi ghé qua thành phố Bảo Lộc, đứng lại chụp hình check-in, tại vì là cái thời điểm này là hoa cà phê nó nở rất là đẹp. Nó tầm khoảng như hôm nay là bắt đầu nở này các bác này. Đấy, đằng xa đằng góc đằng kia thì là chắc khoảng 1-2 ngày nữa thôi. Bây giờ đang có nụ hết rồi đấy, có nụ hết rồi. Khoảng 2-3 ngày nữa nó bắt đầu nó bung ra, là nhìn các bác nhìn là nó một cái màu trắng xóa hết một vùng luôn. Đấy, hiện tại thì cái khu vực này nó mới nở, bắt đầu nở đây. Đấy, nhưng mà khoảng 2-3 ngày nữa là bắt đầu nó nở trắng xóa hết một vùng luôn, nhìn rất là đẹp. Thì anh em nào mà đi check in vùng này ấy, đi phượt, đi du lịch ngang qua vùng này thì nhớ ghé qua đây chụp hình nhá, rất đẹp mùa này. Kính thưa các bác, là khi cái hoa cà phê này nó nở rộ thì cũng là cái lúc mà anh em người ta đi nuôi ong, người ta quay về, người ta khai thác cái mật ong, mật hoa cà phê đấy. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn các bác đi xuống một cái trại mà chỗ anh em bạn bè tôi hôm nay người ta đang quay mật đấy các bác, gọi là trong nghề người ta gọi là quay mật, nhưng mình tạm gọi là lấy mật ong nhá. Tôi sẽ xuống review cho các bác cái công đoạn người ta lấy cái mật hoa cà phê này nó một cách cụ thể nhất, một cách khách quan nhất, cũng là cho các bác có cái nhìn thực tế nhất về cái sản phẩm mật ong này. Ok, bây giờ xin mời các bác đi cùng tôi nhé. Gì mà gãi ghê vậy anh Phúc? Ong chết à? Đây đang trả cầu. Ong đã nha. Đẹp thật đi. Quân gọi là phun luôn thế này nữa. Hà Lộc. Chúng đối ha. Quân này. Khu vực nguy hiểm nhất này, tôi đang lao vào cái khu vực chiến địa nguy hiểm nhất này các bác. Ông này các bác thấy không? Ý trời ơi, ông này. Đấy, nó đang bu người tôi nhiều lắm. Không chịu nổi các bác. Đây này khu vực trả cầu. Bên này là khu vực rũ ong luôn. Đấy, chết rồi. Rồi, nguy hiểm quá. Đi. Quá nguy hiểm. Bọn này nguy hiểm lắm các bác ơi. Không đứng lâu được. Mình đâu có đồ bảo hộ hay cái gì đâu này. Các bác nhìn này. Có một cái gì cả. Đấy. Cứ vậy mặt chờ đi thôi. Nguy hiểm lắm. Ây da, mà ong thì... Này các bác nhìn. Rũ theo, các bác có thể rũ cầu chưa? Rũ ong đấy. Còn bao nhiêu con ong ở trên cái cầu ấy, thì tí nó trổi xỏa hết ra. Là nó trổi đi quét hết ra nữa. Đấy. Cái công đoạn này là công đoạn nguy hiểm nhất này. Công đoạn này là dễ bị ong chết nhất. Vừa nãy bác cứ bị ong chết ở đấy. Ong bay các bác thấy chưa? Bay như ong. Thì mình mở nắp rồi mình rũ ong ra, xoa xả hết ong đi. Sau đó thì lại xách cầu vào trong này bác này. Đây, một đội chuyên đi xách cầu nhá, ở trong chỗ này này. Ở trong quay thì quay máy quay tâm đấy. Đó, cái máy đấy đó. Rồi quay mật trong đó. Có người chuyên cắt viết nắp, rồi là có người đi xách cầu, rồi có người lại trả cầu lại. Thì cái tốp đằng kia đang đi trả cầu. Công đoạn quay ong nó có 3-4 công đoạn vậy thôi. Rũ ong rồi là xách cầu vào để quay trong đó, người ta cắt cái vít nắp, sau đó thì quay mật, quay cho nó tung hết cái mật ra đó, xong rồi là có người lại đi trả lại cầu đó. Này đang là Tết đây, mùng 2 Tết dương lịch, trời âm u lạnh ngắt luôn. Có thấy đẹp chưa? Bữa ăn quay mật thì cũng rơi vào tầm khoảng 10-20 người đấy. Đó. Ông đi rũ cầu. Công đoạn đi rũ cầu này là cái công đoạn nguy hiểm nhất này. Nhưng mà làm riết thì nó quen thôi. Đấy, thấy không? Chuyên nghiệp chưa?
vô cùng chuyên nghiệp. Ong này hơi mạnh này, ong này đẹp lắm này, có thấy cái cầu nó vàng óng luôn kìa, sao ong này ấy hả. Ông anh Phúc để đâu? Ừ. Này có hai anh em chuyên đi làm ong như thế này. Ở khu này cũng có 4-5 người làm ong cơ. Ong để ngay bên này. Chắc ở bên này. Bên này còn có chạy nữa. Hôm nay quay bên này chắc mốt mới quay bên kia. Kỳ này mình quyết tâm đi quay về với cái đàn ong này. Ở đâu đây? Ở đây rồi, đây đây các bác mình này, đây này, đây này, đây. Úi xồi, đấy, đấy, này, đây, rồi, đâu rồi, đây đâu, đây, 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 đây. Cho chích luôn. Chưa chích này, đấy, ong này các bác, nó chui luôn vào cái mũ bảo hộ luôn. Thế là nó đang đòi chích này, hôm nay là chưa chích này, đi đi, đấy. Nguy hiểm lắm. Ông nào lì mới làm được, quen này không sợ ong mới làm được. Nếu bác nào mà không quen, không nhìn con ong mà sợ ấy, nó bay ngoài mà có sợ rồi vào đây các bác không thể tưởng tượng nổi đâu. Nó bay như bác nhìn này, đặc quánh luôn. Không. Đấy. Đấy không? Con này chổi xoa luôn mà. Nó bám hết vào cầu ấy, nó bám vào cầu luôn ấy. Nó chổi xoa hết đi. Xong rồi mới đem vào trong trong cái máy quay đi tâm để quay mật ấy, là cắt vít lắp ấy, rồi cho vào máy quay đi tâm quay cho nó bung hết mật ra. Sau đó có một đội chuyên đi xách cầu để cho mang ra cho ông thường ấy, ông chủ ong hay trả cầu. Thế là mình lại xếp cầu lại vào trong cái thùng. Đó. Đầu tiên là mình cứ đi có lắp như này thôi, có lắp xong rồi là rũ ong xong rồi xoa cho nó sạch hết cái ong ở cái cầu đi. Đấy, cầu ong kìa các bác thấy chưa, nó xoa đấy. Sau đó thì mình mang vào máy quay tâm, cắt cái vít nắp ra. Tí vào cắt vít nắp thì tôi vào đấy tôi sẽ quay cho các bác cái cảnh quay vít nắp. Ồ, đẹp chưa? Này các bác nhìn cái cảnh khói mù mịt đẹp nhỉ? Bình thường thì ở cái mùa này ở đây ấy, là cái tầm khoảng 6 giờ là sương mù nó cũng bay mù mịt như vậy đấy các bác. Cái người đi trước, cách người đi sau khoảng 5 mét là không thấy nhau luôn. Đang vào cái mùa này rất là lạnh. Ở ngoài Bắc bây giờ hiện tại đang rất đậm rất hại đấy. Đang là khoảng rơi xuống khoảng còn 6-7 độ thôi. Ngoài vùng Tây Bắc thì có chỗ còn có 0 độ cơ. Hôm nay đang là mùng 2 Tết Dương Lịch. Mật hoa cà phê các bác. Các bác nào lên Đà Lạt, lên Bảo Lộc cái mùa này thì là đẹp nhất trong năm. Mùa này hoa cà phê nở hơi bị đẹp luôn. Các bác nào đi phượt ấy, đi du lịch nha, đi phượt bụi ấy. Ở cái mùa này thì đẹp lắm. Đứng ở trên những cái ngọn đồi ấy, các bác nhìn xuống hoa cà phê nở một phát trắng xóa luôn. Đẹp lắm. Ok, bây giờ chúng ta đi vào trong cái chỗ quay mật nha. Anh em ta đang lục ở trong đấy. Nào, đi vào thôi. Ồ, đi qua chỗ ong này. Úi giời, ong này đẹp. Trước mình quay mật mình cũng hay ngồi thế này này. Còn đi quay mật mình cũng toàn ngồi chỗ này thôi. Ngồi chỗ này có khói ấy. Ăn mật ong anh ơi. Mật ong hả? Ăn luôn à? Chơi luôn à? Ngon không? Ngọt này, ngọt đúng không? Thơm đúng không? Vâng. Mật ong này cực kỳ thơm luôn. Đây là bên nhiếp ảnh à? Bên nhà báo à? Nhà báo. Anh nhìn quen thế nhỉ? Quen hả anh? Mới gặp lần đầu thôi mà quen rồi đúng không? Lần thứ hai rồi, vừa đấy vào lần rồi. Vừa đấy vào lần rồi, bây giờ lại vào nữa. Đây này đang cắt vít tắp này. Đấy. Ồ. Có thấy chưa? Trên mạng nó có thằng nó bảo là cho tiền trả nợ thì sao? Tính mình.
không quay có thằng nào ấy mà út xong giống như đấy đang quay này các bác ạ, đang quay gì cả đấy. Dạ yeah, cắt cái vít nắp xong là cho vô cái máy quay ly tâm này này, quay ra này. Bật chạy lên này. Đấy. Ui dồi ôi, đã chưa? Ui dồi ôi. Đặt trong cái sơn nó sơn nhỉ. Đặt trong cái sơn lâu đó. Quay hư ông không ạ? Nam miếng mặt xem nào. Cái nào không bảo là quay nó hư ông. Wow. Đây, mặt này các bác này. Ôi nóng nhỉ? Mặt mới quay mà. Ừ. Ngọt lắm. Ngọt ơi ngọt luôn đấy. Này. Đúng là mật luôn đấy. Đúng là mật luôn này. Thằng đó đúng tính đảm bảo. Đẹp chưa? Hôm bữa anh cũng nhắm nhở. Ui chà. Anh nghe đấy quá không đấy quay sợi quay quay hành táng rồi. Đây đây. Mình đứng ở chỗ này tác nghiệp thôi, đứng vướng chân các bác quá. Kênh Bảo Lộc TV. Đấy, bây giờ mang trả cầu nhá. Cái này là mình quay xong rồi. Cái cầu này mình quay xong rồi thì giờ mang đi trả lại. Trả lại cái thùng ong nãy các bác. Trả cho nó để nó về nó bám. Ui sợi, ui sợi bay, ong bay, ui sợi bay. Ong này. Thấy ong chưa? Ong bám đây cây này. Sợ chưa? Có thấy sợ không? Sợ tôi cũng sợ lắm nhưng mà bữa nay hết sợ rồi. Ong thích nhiều quá hết sợ rồi. Đấy. Ok. Bạn Đức có quả máy hay ngon nhỉ? À của Lộc à? Bạn Đức phải có quả máy như vậy chứ? Mình đâu có đủ trang thiết bị à? Trang thiết bị đâu mà? À. Bạn Đức này là cũng là chạy ong sữa này bác này. Ong sữa gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Thương hiệu bạn là gì nhỉ? Ngọc Anh. Ong sữa đây các bác nha, ong sữa là mật ong này, bán tất cả sản phẩm với ong. Ngọc Anh, cái gì cũng có, tất tật tật. Bán đồ gọi là cây nhà lá vườn này, đồ nhà tự sản xuất này, tự làm này, ong của nhà này, nhà ba anh em các bác, nhà ba anh em là đi làm ong hết. Bạn này thì ở nhà chuyên làm ong sữa, đây là anh trai của bạn ấy là chuyên là đi đánh mật như thế này. Ở đây đánh xong thì có khả năng là mai mốt nhà báo quay video múc sữa đi. Rõ ràng mai mốt mình vào mình quay video múc sữa với bạn. Hôm bữa tính vào rồi vẫn có vào được cái chứ. Vậy ạ. Ừ. Vào làm mấy cái video về đăng cái cảnh mà bạn múc sữa ong ở nhà. Thực tế các bác biết. Không, quay phim anh. Đúng không? Đúng. Wow, đấy, chất cầu vào bắt đầu quay. Quay thì cái chỗ đoạn nào mà nó mình cắt cái vít nắp xong là nó bung hết bật ra thôi. Bung hết ra. Kênh Bảo Lộc TV. Mật kìa, núng lính luôn. Nào, vàng óng. Có nào vào xem có phải share like gì không? Có thoải mái. Cứ vào xem là cho một like, xe thoải mái, chia sẻ đi. Cái này về chỉnh sửa, mà về dựng phim có thể là ngày mốt đưa lên rồi. Ngày mốt là có thể là có rồi. Đêm nay về chỉnh sửa là mốt là có, đừng có say thôi. Đêm nay mà say là không làm ăn gì được. Rồi. Đúng rồi, team vẫn có chứ. Đúng rồi.
Tim tiếc mình thả đầy đủ luôn chứ. Đây. Đó. YouTube hay là trên Facebook? YouTube. Kênh mà. Đây, ấy. Được chứ? Quay mặt ra đây nào. Mặt ở đây cái thằng nó trả lợi cho dùm cho. Mặt đẹp chưa? Ấy. Trốn nợ thì mình cho cái chân ra ngoài. Trốn nợ thì mình quay để người ta nhìn thấy, người ta giúp mình trả nợ. Em quá nữa. Chưa chưa. Thôi thì ra đây. Được bác làm. Quyết định cuối cùng. Ừ, cuối cùng. Đấy, ngồi đây với cái người đẹp đẹp. Vậy lâu chưa? Dạ. Vậy lâu chưa? Từ sáng luôn hả? Vâng, em mới xuống. Kênh của mình là kênh gì ấy? Bảo Lộc TV ấy, em. Bảo Lộc TV ạ. Uống nước, uống trà. Đấy. Uống chè. Uống chè các bác. Uống chè ngồi cái đống lửa để cố thủ. Đấy. Mời các bác nha. Lạnh nha, vẫn là lạnh. Khói, khói phết đấy. Khói này ông mà ra mà đốt nữa thì mình là lạ đấy. Ông giữ. Nó kêu bay bay, bay kêu đúng quạt như ông, người ta nói như ông có khăn.